Trong những video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn rất là nhiều cái dòng xe đạp thể thao Nhật Bản đã có sử dụng và có bán tại website của xe đạp Hải Phòng.com của mình. Thì trong video này mình tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái dòng xe đạp rất là phổ biến với thị trường Việt Nam, đó là dòng xe đạp thương hiệu Giant của Mỹ. Thì đây trên tay mình đây là cái dòng xe đạp thương hiệu Giant mang cái model là CS3000. Thì như các bạn hay theo dõi kênh của mình, hoặc là nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn có thể tìm những cái video ở trong kênh. Thì những cái video trước thì mình đã giới thiệu về cái dòng CS3002, các cái dòng Giant khác, và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng CS3000 của Giant, cũng là một cái dòng sản phẩm của Giant Nhật Bản đã qua sử dụng tại Nhật và website của mình. Thì cái dòng xe đạp này thì nó cũng trang bị bánh 700C, bánh 700C và căm liềng nhôm, căm lốc. Đấy, liềng nhôm căm bằng lốc và lốp là 700C, cỡ 700C, phanh V. Dòng 3000 thì này thì nó là càng đơ chứ không có giảm sóc. Đấy thì nó là đặc trưng của dòng 3000. Các bạn có thể lên Google search là Giant cách CS3000 thì nó sẽ ra những cái link của nước ngoài, những cái link bán chiếc xe này của nước ngoài, hoặc là những cái hình ảnh của website nước ngoài cung cấp. Thì cái mẫu ở trên mạng nó sẽ y chang như cái mẫu mà tôi đang review đây. Thì xe được trang bị cái bộ chuyển động là 3x17 tốc độ. Đó, tay bấm bên phải là để chuyển đĩa, và tay bấm bên trái chuyển níp, và tay bấm bên trái là để chuyển đĩa. Tích hợp luôn tay phanh, đấy, như các bạn thấy là tay bên trái khi tôi bấm cần nhỏ thì nó sẽ bấm cần to thì nó sẽ lên số. Bấm cần nhỏ thì nó sẽ về số. Đấy, còn bên tay phải, bên tay trái thì chúng ta sẽ chuyển tốc độ của đĩa. Ở trên khung hầu như xe nào nó cũng có hai con chiếc ốc này để mà gắn cái giá nước. Thì khi các bạn mà mua xe tại xe đạp Hải Phòng.com thì các bạn sẽ được tặng những cái phụ kiện như sau, đó là đèn pha, đèn nháy, túi để đồ, giá bình nước, và các bạn có thể lựa chọn thêm là có thể gắn thêm chắn bùn và các ba ga. Trên những chiếc xe này có thể đều có thể gắn được các ba ga và chắn bùn. Như trên khung thì các bạn thấy là có một cái chiếc tem là đề là size của khung. Size khung của xe là thuộc vào dạng small, size S, small là nhỏ. Size có kích thước từ trục đạp cho đến khóa yên là 430mm. Thì cái cách đo size như thế nào thì các bạn sẽ tìm lại trong kênh của mình. Mình có cái video hướng dẫn đo size khung xe đạp thể thao cho nó phù hợp với kích thước người đạp, chiều cao của người đạp. Và có cái tem là Made in Taiwan, bởi vì đây là hàng chính hãng Giant, được sản xuất tại nhà máy chính hãng Giant đặt tại Đài Loan, nên là nó có chữ là Made in Taiwan. Bộ chuyển động sau là bộ chuyển động Shimano Altus. Đấy, Shimano Altus, lip Shimano, bộ chuyển động Shimano Altus rất là phổ thông với những cái dòng xe bãi trung cấp. Đĩa trước thì đĩa 3 tầng các bạn thấy, và đương nhiên là xe thì sẽ được trang bị khung nhôm rồi. Các cách mà phân biệt khung nhôm thì các bạn sẽ lấy một cục 5 châm, cái miền Nam thì gọi là cục hít, và các bạn đặt vào khung. Nếu như mà khung nó không hút 5 châm, thì là khung bằng nhôm. Còn đây ví dụ tôi lấy ví dụ đây cái này bằng sắt thì nó 5 châm sẽ hút. Đấy, 5 châm sẽ hút. Cái này cái càng này bằng sắt thì 5 châm sẽ hút, nhưng mà cái khung này bằng nhôm thì 5 châm không hút. thì là khung bằng nhôm. Đó, hoặc là các bạn, tôi có một cái video là phân biệt xe đạp khung sắt khung nhôm tại trong kênh cái xe đạp của tôi, thì các bạn hãy tìm lại và xem. Thì như vậy là nhiều bạn thắc mắc là chiếc xe này khoảng bao nhiêu tiền, thì chiếc xe này mình đang bán tại cái website của mình là giá là 5.200.000. Thì các bạn có thể liên hệ với mình khi mà muốn sở hữu chiếc xe. Nếu mà các bạn quan tâm đến xe đạp thể thao, xe đạp lực, hãy ấn like video để ủng hộ chúng tôi làm những video tiếp theo. Và YouTube thì hiện tại bây giờ thì thường là những cái kênh YouTube thì bật kiếm tiền, nhưng mà riêng từ bây giờ chúng tôi sẽ tắt hoàn toàn kiếm tiền trên video của chúng tôi để cho các bạn trải nghiệm video một cách chân thực nhất, và sẽ không làm phiền quý vị khi xem video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tắt hoàn toàn kiếm tiền. Thì khi tắt hoàn toàn kiếm tiền, chúng tôi sẽ không kiếm được tiền từ lượng view YouTube nữa. Thì mong các bạn hãy ấn like video và ấn sub kênh thật nhiều để ủng hộ chúng tôi có những động lực mới làm những video tiếp theo. Và các bạn hãy ấn chuông, chiếc chuông, để các bạn là những người mà đầu tiên được YouTube ưu tiên hiển thị khi chúng tôi có những video mới. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn.